Con cũng được nghe rất nhiều về sự linh ứng của việc là đọc hay là tụng kinh Địa Tạng. Thậm chí là chúng ta chỉ cần là trì tụng danh hiệu của Ngài thôi thì cũng đã có thể vượt qua được mọi sự nguy hiểm. Và đặc biệt là những người sắp mất hay đã mất thì còn được siêu thoát và tiêu trừ mọi tội lỗi trong quá khứ. Và Thầy có thể chia sẻ thêm cho con về điều này được không ạ? Tùy theo cái niềm tin của quý đạo hữu Phật tử mà có duyên với một Ngài Bồ Tát ở đó, Đức Phật A Di Đà thì tiếp dẫn về cõi Tây Phương, nhưng mà bên cạnh thì có Ngài Quan Âm, Ngài Đại Thế Chí và đặc biệt là Ngài Địa Tạng. Thì Ngài vì cái phát nguyện là xuống dưới U Minh, địa ngục vì không thể bắt thành Phật mà. Cho nên là kiểu như là phàm là trong tam giới, chúng sanh trong tam giới, trong đó có loài người, thì không làm sao mà thoát khổ, không bị những cái nghiệp mình gây ra, mà có nghiệp mình biết mà có nghiệp mình không biết. Có thể sẽ đọa vào trong các cái cảnh giới địa ngục. Như vậy á, thì trong kinh Địa Tạng là khuyên rằng nghĩa là nên trì niệm cái danh hiệu của Ngài, những cái phương pháp mà tu đấu trước tượng của Ngài này đạo vân vân. Và trong cái kinh Địa Tạng thì có là Kiên Lao Địa Thần Bồ Tát á, thì phát nguyện rằng hộ trì cho Ngài Địa Tạng, nếu mà ai bên cạnh có cái vị đó. Cho nên ai mà trì tụng niệm cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng một cách nó miên mật thì sẽ được Ngài Địa Tạng, Ngài Kiên Lao Địa Thần nó giúp cho mà đạt được những cái ý nguyện mà mình mong cầu.